Cả nhà đổi đời giàu to, nếu rằm tháng 12 âm lịch thắp hương vào đúng 2 giờ hoàng đạo này, 100 tỷ cầm tay ăn Tết cực giàu. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa tâm linh từ nhiều đời nay của dân tộc Việt Nam. Thông thường thì người ta thắp hương để khẩn thiết cúi đầu mong cái tấm lòng thành kính của mình sẽ được quyện theo cái làn khói hương thơm hướng về cái cõi thiêng liêng nơi mà tổ tiên thần linh đang ngự trị mỗi nén hương được thắp lên gửi gắm nhiều cái thông điệp của trần gian đối với đất trời với tổ tiên với ông bà của mình nó cũng làm gia đình được ấm áp lòng người sẽ được thanh thản do vậy trong kinh phật mới có bài kệ nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Với cái tính chất linh thiêng như vậy, cái việc thắp hương tuyệt đối không thể làm tùy tiện. Có những cái sai lầm đại kỵ khi mà thắp hương mà nếu gia chủ phạm phải sẽ tự tay hủy hoại con đường công danh sự nghiệp cũng như tài lộc của chính mình và của cả gia đình. Dù giàu có đến mấy thì cũng trở nên trắng tay, nghèo đói cả đời. Vậy thì trong ngày rằm tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão thì chúng ta có những khung giờ nào tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương để cho quý vị cầu gì được nấy cầu được ước thấy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay à, thưa quý vị trước khi đi vào tìm hiểu về những giờ tốt để thắp hương ấy, thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu những cái kiêng kỵ khi mà thắp hương kiểu phạm phải những cái đại kỵ trong tâm linh à, chớ dại thắp hương kiểu này giàu có đến mấy cũng trở thành trắng tay nghèo đói suốt đời À, quý vị thân mến, dương hương trên văn thờ tổ tiên là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong cái dịp lễ, Tết, rỗ, chạp. Cái nén hương được thắp lên thì mọi người sẽ cảm thấy là ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là cái thứ hàng hóa bình thường nữa mà nó đã trở thành một trong những cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam. Nét đẹp đó đã tạo nên và bảo tồn cái giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nén hương được đốt lên gửi gắm nhiều cái thông điệp của trần gian đối với đất trời đối với tổ tiên đối với ông bà của mình nó cũng làm cho gia đình được ấm áp hơn lòng người được thanh thản hơn dưới đây là một số cái nguyên tắc nhất định khi mà quý vị thắp hương thứ nhất lựa chọn số nén hương để thắp lên trên ban thờ à, quý vị thân mến khi thắp hương thì người ta thường thắp theo số lẻ bởi số lẻ nó tượng trưng cho phần âm đấy Do đó có thể thắp 1 3 5 7 hoặc là 9 nén hương trên mỗi bát hương. Và ý nghĩa của việc thắp nén hương thì theo quan niệm của dân gian như sau này, thắp 1 nén ngụ ý là cầu bình an, thắp 3 nén là bảo vệ mọi người trong nhà tránh khỏi những cái tai ương. Thắp 5 nén là gì? Tượng trưng cho 5 phương trời đất, 5 hướng thần linh, cầu mong được đất trời phù hộ cho con cháu được bình an, may mắn. Thắp bảy nén hương là để mời gọi thiên thần, thiên binh, thiên tướng. nếu không phải là cái việc bất đắc dĩ thì không nên dùng thấp bảy nén hương. thấp chín nén hương là cái tín hiệu cầu cứu. nếu như mà bất đắc dĩ không còn nơi nào để cầu giúp đỡ, nhân lực không thể cứu vãn được thì hy vọng được ngọc hoàng đại đế cũng như là thập điện diêm vương cứu giúp muôn dân cứu khổ cứu nạn. chín à, nén hương thì thường được bày theo cái kiểu là ba hàng ba cột đấy. À, cái thứ hai mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị trước khi đi vào cái giờ tốt thắp hương ấy, đó là những quy phạm sử dụng hương à, quy phạm trong cái tôn giáo phần lớn đã được quy định chi tiết về giới luật của kinh điển tôn giáo nhưng đôi khi ấy, cũng gì căn cứ theo mỗi người mỗi khu vực mà sẽ có những cái sự khác biệt à, dưới đây tử thông sẽ lấy một số cái ví dụ về quy phạm thường gặp trong việc sử dụng hương à, thứ nhất là chúng ta nên dùng hương có nguồn gốc từ hương liệu thiên nhiên tránh những cái loại hương hóa học làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân vừa không biểu đạt được cái lòng thành kính lại vừa gì gây hại cho cho bản thân à, nơi sử dụng hương thì không hạn chế từ các nơi cúng dường cho chư Phật như là đọc kinh trai giới tụng lễ hoặc là giảng kinh thuyết pháp thỉnh cầu tại gia đình thì có thể dùng ở bàn thờ ở phòng khách cất giữ hương để ở những cái nơi cố định khô giáo, sạch sẽ tốt nhất là lựa chọn những cái hộp hương có nắp đậy để sử dụng để đựng các loại hương không để hương chưa đốt lên bàn thờ đấy. khi lấy hương thì phải thận trọng nhẹ nhàng không nên để hương bị rơi vãi hoặc là bị xô xuống đất đổ xuống đất cần phải thường xuyên lau rửa sạch sẽ những cái vật mà thường xuyên tiếp xúc như là gì như bát hương đĩa bồng vân vân đó thì để lau dọn bàn thờ và lau dọn những cái đồ thờ cúng đấy thì quý vị cũng cần phải là gì sử dụng một cái nước bao sái bàn thờ thì tốt nhất quý vị nên sử dụng một cái chai nước nhất tâm hương để bao sái lau dọn bàn thờ thì cái này nó bao gồm là có quế hồi đinh hương cỗ phang bạch đàn bồ hoàn tranh xả nó sẽ giúp cho bàn thờ được thơm tho sạch sẽ giúp cho công việc thờ cúng luôn được gì chuẩn chỉ và linh thiêng hơn các cụ về thì sẽ ngự được lâu hơn do bàn thờ thơm tho sạch sẽ à, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương giúp quý vị và các bạn có thể là gì lau ban thờ được sạch sẽ thơm tho giúp các cụ về ngựa được lâu hơn đó à, thưa quý vị nói chung ấy khi thắp hương thì quý vị cũng cần phải chú ý đến cái phong thái của bản thân phải đoan chính trang nghiêm cái khoảng cách giữa người đứng với cái bát hương ấy, thì không quá xa cũng không quá gần quá gần nó đều không tốt trước khi thắp hương thì cũng nên sắp xếp ổn thỏa những cái vật phẩm thờ cúng như là hoa tươi nước sạch cái đồ lễ vàng mã lên trên ban thờ. Đó, chín chu. Đấy. À thưa quý vị, thì ngoài ra ấy, khi mà thắp hương ấy thì một số người cũng hỏi là gì? Có những cái dấu hiệu bất thường nào trên bát hương nó cảnh báo những cái điều suy xẻo? À thưa quý vị, à, đầu tiên chúng ta cũng nói một chút về bát hương thì bát hương chuẩn ấy thì nó sẽ phải được gì? Bao xái thờ cũng sạch sẽ. Và đặc biệt trong bát hương thì bao giờ cũng cần phải có cái cốt thất bảo. Cốt thất bảo là một cái pháp khí phong thủy dùng để nạp vào cốt bát hương nó sẽ giúp lưu giữ cái linh khí của gia tiên tiền tổ cũng như là giúp gì lưu giữ cái lời nguyện cầu đấy lời nguyện cầu thì từ đó nữa khiến cho cái bát hương ban thờ nó được ấm cúng hơn sẽ được linh thiêng hơn đó và thất bảo bao gồm bảy bảo vật của nhân gian đúng không? như là gì vàng bạc mã não san hô đỏ ngọc trai phỉ thúy hổ phách kèm theo cái sợi chỉ ngũ sắc cũng như là mỗi một bát hương ấy, thì đều có một cái tờ di hiệu khác nhau À, khi chúng ta viết di hiệu cho bát hương thì chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. À, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái cốt thất bảo nhé, để chúng ta có thể là gì nạp lại cốt cho bát hương. À, trong thời gian cuối năm thì chúng ta nếu mà bát hương nhà ai mà chưa có cốt ấy, thì đây là cái thời điểm thích hợp nhất để quý vị bốc lại bát hương và nạp cốt cho bát hương. Khi được cái việc thờ cúng nó được đúng và chuẩn ý nghĩa nhất. À, như quý vị đã biết, ấy, bát hương thường được đặt chính giữa ngay bàn thờ tuyệt đối trong một năm ấy thì mọi người kiêng nhé Quan niệm dân gian là kiêng là không xê dịch. À, tùy ý đúng không ạ? Nếu mà bị xê dịch tùy ý hay là bắt hương bị động ấy, bị động ấy, tức là bắt hương để nó bị cập kênh nó bị động, suốt ngày bị động dung dinh ấy thì cũng sẽ rất nguy hiểm, gia đình cũng dễ gặp tai họa. À, vì thế mà gia chủ nên chú ý đến cuối năm ấy thay bát hương, dùng khăn sạch để thay. À trên hương sau khi thay ấy, thì quý vị nhìn có thể là gì? Hóa cùng vàng mã. Đúng không ạ? Và gì? Mang ra đổ cái cho đó vào cái gốc cây để để bón cho cây đó và bên cạnh đó thì quý vị khi mà bốc lại bát hương ấy, thì cũng giữ lại năm chân hương nhé năm chân hương ba chân hương hoặc là năm chân hương như thường là năm chân hương đấy điều này sẽ khiến cho gia đình bình an tài lộc dồi dào sức khỏe và hạnh phúc quanh năm nói chung ấy nếu mà trong trường hợp mà bát hương bị đặt trông chênh ấy như đã nói ở trên ấy thì bát hương là cái vật linh thiêng nên là cần phải cố định và đặt phải chắc chắn đó các bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương trông chênh lệch trái hay lệch phải đều không tốt. À, cho dù bàn thờ lớn nhỏ thế nào thì cũng cần phải nhớ là phải có bát hương thì cái việc thờ cúng nó được ý nghĩa chuẩn chỉ nhất đúng không ạ. Và trên bàn thờ thì luôn phải có đèn dầu nến để thể hiện cái sự tôn nghiêm để thể hiện cái chốn linh thiêng. À, theo đó tiếp theo là quý vị cũng không nên dùng cát đặt ở trong bát hương. Nhiều gia đình đổ cát vào bát hương để cắm nhang mà không gì không thể ngờ đây là một cái quan niệm sai lầm à, trong phong thủy quan niệm cát là cái thứ bụi bặm ô uế để trong cái vật linh thiêng như bát hương thì gia chủ sẽ khó mà tránh khỏi những cái tai ương xui xẻo tốt nhất là gia chủ nên lấy cho nếp đấy được đun bằng dơm và dơm nếp à, có như vậy thì mới tài lộc đầy nhà vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh đó à, quý vị cũng không dùng bát hương làm bằng đá bát hương làm bằng đá là cái điều tối kỵ bởi cái chất liệu này chỉ phù hợp với ở đình đền miếu phủ thôi, đúng không? chứ không phù hợp với bàn thờ trong nhà. Nếu mà gia chủ cố tình sử dụng cái chất liệu này thì rất có thể mang tài lộc trong nhà mang đi hết. đó Vậy gia chủ cần bao nhiêu bát hương trên bàn thờ gia tiên là đúng. À, thưa quý vị, từ trước đến nay thì dân gian ta vẫn quen là thờ một bát hương, một bát hương thờ thần linh, một bát hương thờ gia tiên và một bát hương thờ bà cô ông mãnh Cũng có gia đình chỉ thờ có một bát hương có người lại thờ đến 4 năm bát hương. À, có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên ông bà cụ kỵ bố mẹ, à, bà cô mãnh khiến cho bàn thờ nó quá tải đấy. Bày không đúng cách sẽ không tận dụng được cái sức mạnh từ tâm linh. À theo quan niệm của các cụ ngày xưa, chưa kể cũng có nhà trong bát hương thì lại không ghi rõ là cốt thờ ai, khiến cho tổ tiên thần linh về cũng không có chỗ ngự. Vì vậy mà quý vị hãy thỉnh cái cốt thất bảo nhé Trong cốt thất bảo thì sẽ có một cái tờ giấy gọi là tờ giấy di hiệu Tờ giấy di hiệu đó à, Trong cái tờ giấy di hiệu này thì quý vị có thể ghi tên Ghi tên của những người đáng thờ vốn vào đúng không ạ Ví dụ như là tên của thần linh của gia tiên ấy, Thì quý vị có thể ghi là gì Đây Đây là tờ di hiệu Trên cái mặt này là mặt đúng của nó đúng không ạ Thì quý vị có thể ghi thần linh gia tiên là phụng thờ thần linh thổ địa Chứ vị tôn thần đúng không ạ hoặc là gì phụng thờ hội đồng gia tiên họ phụng phụ thờ hội đồng bà cô ông mãnh họ đó. Trên một cái tờ giấy dị hiệu này, nếu mà không có thì các cụ cũng không biết về đâu mà ngự. Đó. Thì vô tình lại phạm phải cái lỗi đại kỵ, lại không đáng mắc phải. Đấy. Bên cạnh đó thì gia chủ cũng nên ghi nhớ là không nên tùy tiện thắp hương, chỉ nên thắp hương dân mâm khi có mở cái có lễ hoặc là gì, khi mà mong muốn cầu cho gia đình được ấm cúng hơn. Nói chung ấy, nhiều gia đình nhắc nhở con cháu là phải thắp hương liên tục trong mấy ngày Tết. Có người thì cầu kỳ còn giữ cái thói quen tỉnh dậy giữa đêm để châm hương khi mở hương tàn. À, nói chung ấy, trong thời gian này thì nhiều chuyên gia cũng cho rằng đó. Mọi người chỉ nên thắp hương vào cái thời khắc chuyển giao năm mới, lên bàn thờ tổ tiên trên mâm cỗ là đủ. À, quý vị thân mến, cái việc thắp hương trên bàn thờ là cái tập tục là cái tín ngưỡng đã có từ lâu bắt đầu từ Trung Quốc và lan sang đến Việt Nam ảnh hưởng đến cái nền văn hóa Việt Nam từ thời xa xưa thắp hương nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc thứ nhất là làm cho cái tâm hồn được an yên được tự tại trầm lặng trước ban thờ đó mọi cái xô bồ trong cuộc sống cũng sẽ được gác lại sang một bên tâm tư sẽ trở nên thoải mái hơn cầu khấn những cái điều mà mình mong mỏi thứ hai là cái việc thắp hương ấy, nó sẽ mang đi cái thông điệp cầu khấn của con cháu đến các bậc gia tiên thần phật chứng giám cho cái lòng thành kính của mình mà theo hương thơm lan tỏa khắp mọi nơi à, những lời nguyện cầu những lời ao ước sẽ giúp cho lòng người có điểm tựa điểm hướng đến những cái sự tốt đẹp hy vọng về một cái tương lai tươi sáng hơn nơi có những cái điều cầu khớn được trở thành hiện thực vậy thì gia chủ có nên thắp hương hàng ngày hay không một câu hỏi đặt ra là như vậy câu trả lời là nên thắp hương hàng ngày vì thắp hương hàng ngày là một cái tập tục đã có từ lâu đời của người dân Việt Nam thể hiện cái sự thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên với các vị thần linh giữ được cái sợi dây liên kết tấm lòng của người cõi dương với những người đã khuất à, trong đời sống và trong công việc hiện tại chúng ta nên dành ra một khoảng thời gian vào buổi sáng và buổi tối hàng ngày để thắp hương đấy, để giúp cho không khí như gia đình nó được ấm cúng hơn một chút nói hương trầm nó lan tỏa trong cái ngôi nhà có thể giúp khởi đầu một ngày mới được tươi sáng khỏe mạnh và kết thúc một ngày làm việc bận rộn, hương trầm có tác dụng là giảm được căng thẳng giảm được lo âu. À, thưa quý vị, đó là những cái điều mà quý vị cần phải lưu ý khi mà thắp hương vào ngày rằm ngày mùng 1 cũng như ngày lễ Tết chỗ chạp. À, ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về thời gian thắp hương, cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý báo nó là ngày Mậu Tý đấy. Thì trong cái ngày Mậu tí thì chúng ta sẽ nên thắp hương vào cái giờ nào để cầu mong cho gia đình có được sự may mắn bình an và cầu mong cái tài lộc đến với mình thì để chọn ra cái giờ tốt thắp hương ấy, thì tử thông sẽ sử dụng cái quyển sách là ngày tốt toàn thư nhé thì trong này có phần là chọn ra giờ tốt thắp hương ấy, giờ tốt ấy, ở cái trang 133 134 nhé Đó. À, quý vị thân mến chúng ta biết cái ngày rằm ngày rằm tháng 12 âm lịch nó là ngày mộ tí nó là ngày mộ tí ngày mậu tí chúng ta có mậu là thổ tí là thủy thủy thổ nó tương khắc tức là gì can khắc chi nó là ngày cát trung bình hay còn gọi là ngày chế nhật nạp âm ngũ hành của ngày mộ tý nó là ngày tích lịch hỏa đó nó kỵ cái tuổi nhâm ngọ và giáp ngọ ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim đặc biệt các tuổi nhâm thân và giáp ngọ thuộc hành kim thì không bị sợ hỏa khắc ngày tí thì lục hợp với sửu Tăng hợp với thìn và thân tạo thành thủy cục đúng không? tí thì xung với ngọ tý xung ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tị À, trong ngày rằm tháng 12 âm lịch, lịch, ngày rằm tháng 12 âm lịch ngày mộ tí này thì có trực là trực bế và có sao khuê là cái sao hung trong cái bộ như tập bát tú là tiết khí của cái ngày mậu tí này nó là gì cái tiết đại hàn nhé tiết đại hàn cái tiết đại hàn nó khởi từ ngày 20 tháng 1 thì cái ngày rằm này nó rơi vào ngày 25 rồi đâm ra là gì nó là tiết khí của tiết đại hàn nhé đó tiếp theo các cát thần trong cái ngày ngày mậu tí này chúng ta có các cát thần sau này đầu tiên có cát khánh lục hợp ngũ đế sinh thất thánh tuế lộc tuế đức tục thế vượng nhật hung thần trong ngày hôm nay thì có các hung thần sau có cửu số có hiệp tỷ hoàng sa có huyết chi huyết kỵ hoãn kê ly khoa mộ nhật nguyệt kiến chuyển sát phục nhật phục tang phủ đầu sát quy kỵ sát hư thiên địa chuyển sát thiên hình thiên lại thổ ngân thổ phù thủy cách tiểu không vong trí tử đại tiểu không nhật và ngày địa tặc đó đó. Vậy thì dựa vào những cái cắt hung trong ngày như vậy Dựa vào các cắt tinh trong ngày như vậy Dựa vào cái hung tinh trong ngày như vậy Bây giờ chúng ta cùng tìm ra những cái giờ tốt để thăm hương Thì đầu tiên chúng ta cùng xét từng giờ nhé Đợt Giờ đầu tiên chúng ta xét là giờ tí Từ 23 giờ đến 1 giờ Nó là giờ nhâm tí à Giờ nhâm tí thì có các sao Như là có gì Kim quỹ, la thiên đại tiến Có đường phủ, có thời kiến Triệt lộ không vong, thổ tinh và cửu xú Thì đây cũng là một cái giờ mà không tốt Giờ xấu như chúng ta dùng Tiếp theo chúng ta xét đến giờ thứ hai. À quý vị cứ mở trang 133 nhé, 133 134. Giờ thứ hai nó là giờ giờ xỉu đúng không ạ? Từ 1 đến 3 giờ thì nó là giờ quý xỉu. Giờ quý xỉu. Giờ quý xỉu ấy thì có các sao như là có thiên đức, đấy. có thiên ất quý nhân, có tứ đại cát thời, có ngũ hợp, quốc ấn, lục hợp, vũ khúc, la hầu. Vậy nên đây sẽ là một cái giờ tốt nhé, đây là giờ tốt đầu tiên. Đó. Tiếp theo Chúng ta xét đến giờ thứ ba là giờ dần Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng Thì nó có các sao như là bạch hổ Ngũ bất ngộ, trường sinh, dịch mã, tả phụ Giờ xấu thì tôi đang dùng Tiếp đến chúng ta xét đến giờ mão Giờ mão thì nó sẽ là gì? Từ 5 đến 7 giờ, giờ sáng Nó là giờ ất mão Giờ ất mão thì có ngọc đường Có thiên quan quý nhân Có thái dương Đấy, có thời hình, có thiên cương, có cửu xú Như vậy thì trong cái giờ này thì nó cũng là giờ hoàng đạo cũng là giờ tốt nhá đây là cái giờ tốt thứ hai này à, tiếp đến chúng ta xét đến giờ thứ ba đó là 7 đến 9 giờ sáng là giờ thìn giờ thìn thì nó có thiên lao đó có thiên lao có quả tú đấy có thiên binh nhưng mà nó lại nó lại có thể có tứ đại cát thời có tam hợp có hỷ thần có vũ khúc cũng như là gì có thêm tư mệnh đó vậy nên là gì cái giờ này cũng là giờ tốt nhá 7 đến 9 giờ cũng là giờ tốt tiếp đến chúng ta xét giờ tỵ giờ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thì nó là giờ đinh tỵ giờ đinh tỵ thì có các sao như là có huyền vũ la thiên đại thoái cổ mộ sát kiếp sát thiên xá ngũ phù nhật lộc đó giờ tỵ thì giờ tỵ là có nhiều sao xấu nhé vậy nên chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp đến là giờ ngọ đúng không ạ giờ ngọ đến 11 giờ đến 13 giờ nó là giờ mậu ngọ giờ mậu ngọ thì có các sao như là gì có tư mệnh có tư mệnh đấy có thái âm có đế vượng có tỷ kiên có thời phá lục mậu tuần trung không vong. nhưng mà ngày tí thì giờ ngọ chúng ta cũng không không dùng nhá đó nó cũng là giờ xấu tiếp đến chúng ta xét giờ mùi giờ mùi từ 13 đến 15 giờ nó là giờ kỷ mùi giờ kỷ mùi thì có các sao như là câu trần đó, câu trần có thời hại có tuần trung không vong. có thiên ất quý nhân có tứ đại cát thời đấy như vậy là cái giờ này cũng là một cái giờ cũng là giờ cát cho quý vị có thể dùng cái giờ này được tiếp đến chúng ta xét đến giờ thân giờ thân thì nó có thì thanh long hoàng đạo có phúc tinh quý nhân có tam hợp có ngũ quỷ có địa binh cái đô như vậy là thì giờ thân nó cũng là một không giờ tốt đấy là một không giờ tốt để cho quý vị lựa chọn tiếp đến chúng ta xét đến giờ dậu giờ dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ thì nó là giờ nó là giờ tân dậu nhé nó là giờ tân dậu giờ tân dậu thì có minh đường hoàng đạo đó có tham lang có ngũ quỷ hạt khôi thủy tinh đó, thiên tạc cầu số như vậy là gì nó có rất nhiều thông tin ấy, nên chúng ta cũng không dùng tiếp đến chúng ta xét giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ 19 giờ đến 21 giờ là giờ tuất thì nó là giờ xấu đúng nó có thiên hình có la hầu đấy, cô thần nhật mộ tứ đại các thời hữu bật nhưng mà là gì nó lại được đánh giá là giờ xấu chúng ta không dùng đó. tiếp đến chúng ta sẽ 21 giờ đến 23 giờ nó là giờ quý hợi giờ quý hợi thì có triệt không chu tước đó và có thiên cầu hạ thực tả phụ và đây là một cái giờ cũng là giờ xấu mà chúng ta không nên dùng Đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư Ngày Tốt Tuần Thư để tìm ra cho quý vị những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 Để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nhé Tự chọn ra cho mình những ngày tốt nhất, giờ tốt nhất Để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi, hanh thông và may mắn Đó à, Và trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch ngày mậu tí này thì chúng ta sẽ có những cái giờ tốt sau đúng không ạ cái giờ tốt đầu tiên là giờ xỉu nhưng mà không ai thắp hương vào cái một 3 giờ sáng cả đúng không ạ chúng ta bắt đầu từ năm 7 giờ sáng nhé giờ tốt đầu tiên là giờ giờ mão đúng không ạ giờ tốt đầu tiên thì nó là giờ mão giờ mão nó là giờ ất mão nhé tức là từ 5 đến 7 giờ sáng này 5 đến 7 giờ sáng này là giờ tốt đầu tiên này giờ tốt thứ hai Giờ tốt thứ hai nó là 7 đến 9 giờ sáng. Nó là giờ giờ thìn đấy, đúng không ạ? Giờ tốt thứ ba là từ 13 đến 15 giờ. Nó là giờ tốt thứ ba. Và giờ tốt thứ tư là từ 15 đến 17 giờ. Đó, giờ tốt thứ tư. À, trong đó chúng ta có hai giờ hoàng đạo để thắp hương đó là 5 đến 7 giờ, đúng không ạ? 5 đến 7 giờ và 7 đến 9 giờ thì đó là hai cái giờ mà quý vị Uh, thắp hương vào buổi sáng thì sẽ tốt lành nhất đúng không ạ? Còn hai khung giờ 13 giờ đến 15 giờ hay là 15 giờ đến 17 giờ thì trong trường hợp quý vị bất đắc dĩ quý vị có thể dùng cái giờ này để thắp hương thì cũng được cắt lành may mắn đó. Uh, như vậy là từ thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị chúng ta sẽ có bốn cái giờ tốt để thắp hương bốn giờ tốt thắp hương trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch ngày mậu tí này đó. Uh, hy vọng quý vị sẽ tìm ra cho mình được những cái giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc thắp hương cho được may mắn, hanh thông và cầu gì được nấy. À, kính thưa quý vị, ở trong cái việc thắp hương ấy thì chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà chúng ta thắp hương, đúng không? Khi thắp hương thì phải có lời cầu khấn. Đấy. À, khi thắp hương ở những nơi như là đường xá, đình đền miếu phủ thì có khói hương lên thì là có lời mời. Lúc đó sẽ có các vong linh xung quanh đó kéo đến. À, người thắp hương phải khấn mời đích danh vong linh của người mình cầu khấn về để hiến hưởng thì người đó mới được mời đó à, hoặc là gì đến các vị thần đó mới được mời mới có thể là gì chứng giám được nếu không có lời cầu khấn thì lễ vật coi như là vô chủ ai hưởng thì cũng được và để tham khảo thêm cái bài văn khấn thì quý vị hãy sử dụng cái quyển văn khấn toàn thư trong đó có 77 bài văn khấn để quý vị tiến hành công việc cúng bái hàng ngày cũng như là gì đi khấn vái ở đình đền miếu phủ chùa chiền cho được thuận buồm xuôi gió. À, quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh những quyển sách văn khấn toàn thư nhé, giúp mang lại cái may mắn và tài lộc cho mình. À, thưa quý vị, khi mà chúng ta mà dâng hương lên mà không có lời khẩn cầu ấy, thì thậm chí thập đại cô hồn có thể kéo đến hưởng thụ à, như thế là công cốc. Ở nhiều vùng như là thuộc Nam Bộ, người ta còn thắp hương ở những gốc cây, góc nhà với quan niệm là mọi vật đều có đời sống tâm linh riêng của nó. À, cũng như là thần thánh hoặc là các vong hương hương linh hút vào cái sức lực để gì để hiển linh à, thứ hai là gì cách thắp hương và khấn niệm một điều chúng ta cần phải ghi nhớ là mỗi lần chúng ta dâng hương trên ban thờ không những là dâng bằng cả cái tấm lòng thành kính của mình mà còn phải có chánh niệm và cái sự tập trung quý vị nên cắm từng nén hương với hai tay và cắm cho thật ngay thẳng tượng trưng cho cái tấm lòng ngay thẳng mặc cho cái phong ba bão táp cũng không hề bị đuổi rời, giữ nguyên cái phong thái của người quân tử, tấm lòng trong sạch để lưu lại tiếng thơm với đời tỏa hương khắp nơi. Nén hương nó tỏa ra cái mùi hương thơm ngào ngạt như cái sợi dây máu thịt nối liền giữa cái thế giới của người đang sống và vong linh của những người đã khuất. Vậy nên cái việc thắp hương như thế nào để thu được cái tài lộc? À, thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng với xét về cái ý nghĩa của từng nén hương một ba hay là năm nén hương một nén hương Đấy. mỗi buổi sáng người ta thường thắp trên bàn thờ thần tài ông địa một nén hương số một là số dương ý chỉ là của người sống để cầu gì thành tâm cầu thần linh cầu mong thần linh phù hộ cho con người được buôn may bán đắt hay là gì mọi sự được an lành may mắn và hanh thông vì vậy số một thể hiện cái tấm lòng thành kính thắp ba nén hương Đấy. cái số ba là cái số dương À, con số 3 thì lại có nhiều cái quan niệm khác nhau. Có thể là do tam bảo đấy, tức là gì? Phật, pháp, tăng. Tam giới tức là gì? dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam thời tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Tam vô độ học tức là gì? giới, định, tuệ của nhà Phật. À trong phong thủy thì số 3 tượng trưng cho tam giới, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tức là gì? trời, đất và con người. À, vì vậy, khi mà cúng dỗ, cúng động thổ cúi xin và làm những cái việc quan trọng ấy thì người ta thường thắp ba nén hương ở trên bàn thờ và khấn hoàng thiên hậu thổ tức là trời đấy hoàng thiên tức là trời hậu thổ tức là đất đấy những chiến sĩ trận vong cô hồn tức là nhân phù hộ độ trì nhìn chung ấy, người Việt Nam thì thường thắp ba nén hương nhằm thể hiện cái ý nghĩa là tâm nhang tức là lòng thành giới nhang tức là theo lời dân dạy của Phật thánh tổ Đường và định nhang tức là tuyệt đối không thay lòng đổi dạng À năm nén hương, con số 5 là năm phương trời đất, năm hướng thần linh. À, theo phong thủy thì là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ khi quốc gia hay là tập thể trong dòng họ tổ chức những cái việc đại sự có ý nghĩa cao đẹp thì mới thắp đến năm nén hương trên hương án, tượng trưng cho cầu ngũ phương ngũ thổ ngũ hành, tức là khắp trời đất chứng giám cho lòng thành của người đại diện cho dòng tộc, cho địa phương, cho đất nước, cầu cho được quốc thái dân an. À, lên chùa thì chúng ta nên thắp một nén hương khi chúng ta đi đình đền miếu phủ chùa chiền chỉ cần thắp một nén hương là đủ một nén hương gọi là tâm hương tuy chỉ là một nén hương nhưng mà nó lại đại diện bao gồm năm ý nghĩa Đó. À, giới hương tức là tự nhắc nhở mình Đấy. luôn hướng thiện để tâm luôn được tươi sáng định hương tức là giữ cho lòng được yên ổn không bị cái xấu tuệ hương làm cho cái trí não được sáng suốt để thu nhận những cái điều tốt đẹp thiện lương chi kiến hương giúp chúng ta vững tin phát triển cái năng lực trí tuệ giải thoát hương giúp chúng ta buông xả những cái ưu phiền cũng như là gì những cái ham muốn tội lỗi thì ngoài ra ấy, các chùa hiện nay cũng khuyến khích đệ tử nên thắp một nén nhang đó là nhằm tránh cái hỏa hoạn tránh ô nhiễm môi trường với những người xung quanh à, cũng theo nhà Phật thì không nên dùng nhang giả tức là nhang điện ấy, để cắm vào lư hương đó à, thưa quý vị quý vị thân mến khi thắp nến hương thì chúng ta dùng hai tay để cắm tượng trưng cho cái tấm lòng thành kính đó và như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để thắp hương cũng như là các nghi lễ cần thiết để chúng ta tiến hành công việc thắp hương cho được chuẩn trí thuận buồm xuôi gió rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn